có những cái cuốn sách bổ ích thiết thực. Thông qua cuốn sách này thì người ta có cái định hình và cái hướng phấn đấu để thực hiện tốt hơn cho cái việc phát triển kinh tế xã hội. Chắc rằng sau khi có cái quà tặng cho học sinh thế này thì chắc chắn là học sinh sẽ có động lực học tập tốt hơn, tập trung vào đọc sách, sau đó nghiên cứu để biết các làm ăn.